tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Đứa con người yêu của tác giả Fern Buck. Đây là tác phẩm đã nhận được giải thưởng Nobel văn chương năm 1938. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 5. Bà Laura vụt đứng dậy và nói với hai chàng thanh niên: "Xin lỗi, tôi cần phải đi gặp cô Kim Sương ngay." Bà đi về phía hậu trường thô sơ. Trong một căn phòng nhỏ hẹp có trang bị một bàn phấn, Sương đang khóc nức nở, đầu gục xuống hai vòng tay. Laura ngừng lại ở ngưỡng cửa, rồi bước vào và đặt tay lên vai Sương. Bà dịu dàng nói: "Cô Sương, tôi đây." Sương ngẩng đầu và lùi lại với một vẻ giận dữ, khiến Laura hết sức ngạc nhiên. Hai mắt và má đẫm lệ, nàng hỏi: "Bà đến đây làm gì? Tại sao?" Cô hát hay quá, Laura lắp bắp. "Nhưng bài hát ấy, tại sao, ai đã dạy cho cô?" Sương cau có. "Điều đó quan hệ gì đến bà?" "Quan hệ lắm chứ, nhưng tôi không hiểu tại sao." Với một giọng nói ngập ngừng, bà giải thích cho Sương hiểu điều mà bà cảm thấy. "Chúng tôi cần phải hiểu cho nhau, cô Sương à. Tôi không có ý làm cho cô đau khổ. Tôi mong rằng đó chỉ là vấn đề hổ tương. Chúng ta có thể cùng nhau quyết định tương lai của đứa trẻ." "Tôi xin thành thật thú nhận cùng cô rằng tôi không nghĩ gì đến cô cả, mà chỉ nghĩ đến tôi và chồng. Chồng, cha của đứa trẻ." Sương thấm lệ bằng một khăn lụa nhỏ. Nàng đứng dậy đóng cửa phòng lại, rồi nàng ngồi xuống ghế và ra hiệu mời Laura ngồi. Sương cắn môi nói: "Tôi không phải là hạng đàn bà can đảm, chỉ là giả vờ can đảm đấy thật. Tôi yêu chồng của... tôi yêu anh ấy lắm. Vì vậy tôi tự học lấy bài hát ấy. Nó nói lên điều mà tôi nghĩ, điều mà tôi cảm thấy. Tôi quá mơ mộng. Tôi mơ một ngày nào đó anh ấy sẽ trở lại với tôi. Tôi không thể nào yêu ai khác được." "Cô muốn nói rằng cô giữ đứa bé phải không?" Sương lắc đầu. "Không, tôi không nói vậy. Nó cũng như cha nó, tôi biết nó chẳng thương yêu gì tôi. Chẳng bao giờ." Nàng cắn chặt đôi môi duyên dáng đang bắt đầu run run. Laura nói: "Tôi xin cô muốn gì? Tôi sẽ cố hết sức mình để có thể làm cho cô vừa lòng." Sương lại nức nở khóc và đưa mảnh khăn lụa lên thấm nước mắt. "Bây giờ thì tôi không còn ước muốn gì hết ngoài tiền. Tôi muốn có tiền." "Tiền?" Laura ngạc nhiên hỏi. Sương ngước nhìn Laura với đôi mắt đen to. "Tôi muốn sống một mình, dẹp nhà hoa, dẹp hết gái, dẹp tất cả. Chỉ một mình tôi sống trong nhà tôi, với những người giúp việc cũ. Chỉ có thế. Nếu anh ấy không còn yêu thương tôi nữa, thì hãy cho tôi một cái nhà để tôi sống một mình." "Nhưng Kim Christopher?" "Nếu không có tiền, tôi buộc lòng giữ nó lại để giúp tôi khai thác nhà hoa. Nếu có tiền, bà cứ việc mang nó theo." Laura liền quyết định: "Thế thì tôi sẽ mang nó đi." Mặc dầu muốn ra về ngay, nhưng bà không thể nào rứt khỏi người thiếu phụ quá đẹp và quá cô đơn này. Trong một quốc gia khác, vào một thời gian khác, có thể tình bạn hữu sẽ nảy sinh giữa hai người. Cái gì đã ngăn cách họ? Không phải chủng tộc, cũng không phải ngôn ngữ, mà là những đảo lộn của chiến tranh, và là mối tình mà cả hai đã hiến dâng cho cùng một người đàn ông. Laura đặt tay lên vai Sương. Bà khẽ nói: "Tôi thật tiếc, tiếc lắm." Nhưng Sương tránh đi, nàng nói với một giọng dửng dưng: "Bà có phước, còn tôi thì không." Và rồi dường như không có việc gì xảy ra hết. Dường như nàng chẳng biết đến việc sắp phải từ bỏ con mình. Sương nghiêng người so vào gương và cẩn thận tô lại đôi môi tuyệt mỹ bằng thỏi son mua chợ đen, sản phẩm của hàng BX Hoa Kỳ. Laura phải thông báo cho Chris biết điều bà đã quyết định: không nên để đứa trẻ ở lại đây, phải đưa nó về Mỹ. Tối hôm ấy, lại phòng riêng ở khách sạn, bà đã viết cho chồng: "Mình ơi, chúng ta hãy khởi sự từng giai đoạn.
Tương lai em chẳng biết rồi sẽ ra sao, chẳng có gì rõ ràng hết. Vấn đề vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng điều em phải làm trước tiên là đưa đứa bé về Mỹ. Chẳng có gì giản dị hơn. Anh hãy gửi cho em một giấy thừa nhận phù hệ. Sứ quán ta tại đây sẽ giúp em việc đó. Anh hãy khai rằng Kim Christopher là con của anh và của cô Sương, rằng em là vợ của anh, và anh muốn em đưa nó theo em về Mỹ. Chỉ có thế phần còn lại em sẽ lo, nếu anh gửi cho em tờ giấy nói trên. Ngay sau khi đọc thư này thì em có thể trở về nhà trong vòng một tuần nữa. Anh đến đón em tại Cựu Kim Sơn. Lẽ tự nhiên là em phải chi cho cô Sương một món tiền. Bà tả lại cho chồng bà biết cuộc tiếp xúc với Sương cần phải gửi bao nhiêu tiền. Bà để ông quyết định, nhưng cần nói rõ tổng số tiền phải trả, và trả một lần mà thôi, để đề phòng mọi sự khiếu nại khác. 5.000 đô la. Cho vay lấy lãi, số tiền này sẽ đủ cho Sương sống. Có thể là 10.000 đô la. Không, không nên xem như là một việc mua bán đứa con, nhưng mà là để cung cấp phương tiện cho Sương, thay vì số tiền sẽ do đứa bé kiếm được cho mẹ nó. Laura viết: cô Sương muốn có tiền, nhưng với một lý do rất ý nghĩa. Cô ấy muốn từ bỏ cách sinh sống hiện tại để lui về ẩn dật một mình. Em tự cảm thấy em có lỗi đối với cô ấy, bởi vì em là vợ của mình, và bởi vì em đã chiếm cái địa vị mà cô ta hằng mong ước. Em tin chắc rằng cô Sương yêu anh thật. Bà dừng bút và sau khi suy nghĩ lại, gạch bỏ dòng chữ cuối cùng. Không, bà không bao giờ biết rõ các tình tiết một cách chính xác, và tốt hơn hết là không nên nhắc nhở gì nhiều cho Chris cả. Sương thảo luận cùng ông Chu trong nhà hoa. Ông xem, tôi không thể nào tiếp tục như thế này được, nàng nói, và với một cử chỉ duyên dáng khoát tay chỉ căn phòng bài trí trang nhã và các đồ vật chiến diện thẩm mỹ chung quanh. Ông Chu nghe nàng nói với một cảm tình hết sức sâu đậm. Ông hiểu rõ ràng đã cảm nghĩ như thế nào và đã sống ra sao. Trong mấy năm gần đây, tiếng hát của nàng đã mất đi ít nhiều âm sắc êm ái, và khuôn mặt kiều diễm của nàng cũng bắt đầu tàn phai. Nàng đã trở thành một ca sĩ hạng nhì và là một bà chủ chứa. Tôi hiểu lắm, ông nói. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu ông Chu. Không phải là lần đầu tiên, thật vậy. Nếu Kim Sương đóng cửa nhà hoa và bắt đầu sống trở lại một cuộc sống khác, không phải là ông không thể cưới nàng làm vợ. Người ta cho rằng một người vợ kế không bao giờ có thể bằng được người vợ trước. Vả lại, nàng là một nghệ sĩ nổi tiếng ít nhiều và là một người uy tín. Người ta có thể chỉ trích người Mỹ, nhưng phải nhìn nhận các lợi ích do họ mang lại. Hơn nữa, nếu đứa trẻ ấy dĩ nhiên là lai Mỹ, lên đường trở về Hoa Kỳ cùng cha nó, thì cuộc đời Sương sẽ không còn lại dấu vết nào về lỗi lầm của nàng trong thời xuân trẻ. Lúc bây giờ ông có thể chính thức cưới nàng về làm vợ. Ông đưa tay che miệng khẽ ho. Tôi khuyên cô nên gửi thằng nhỏ về với cha nó. Thanh danh của nó vẫn được bảo toàn nguyên vẹn. Cô đã hết sức khéo léo giấu nó ở nhà cùng bà ngoại nó, khuất mắt thiên hạ. Theo tôi thì chắc chẳng có ai biết nó là con của cô. Thật vậy, nó chỉ mới đến đây có một lần, và tôi đã xem nó như một người làm. À, ra thế. Ông thở ra như trút được một gánh nặng. Mày thai nó giống bố nó mà không giống cô. Người Mỹ thô tháp hơn nên những đứa trẻ lai luôn luôn giống bố nhiều hơn. Cô nên xa nó càng sớm càng tốt. Cô hãy chấp nhận những gì mà người ta đề nghị đền bồi cho cô, mặc dầu sự đền bồi ấy không thấm vào đâu so với những nỗi khổ đau mà cô đã chịu. Ông đã mạo muội nhìn nàng với đôi mắt có vẻ trìu mến và tiếp: tôi có những dự tính cho cô và cho tôi, những điều khả dĩ có thể thực hiện được. Cô phải quên đi đứa trẻ một khi nó đã ở bên kia bờ đại dương. Cô phải quên đi tất cả quá khứ của cuộc đời cô và chỉ nên nghĩ đến tương lai. Sương, cô độc quá. Tôi cũng thế. Cảm thấy đã nói đủ những điều mình muốn nói, ông Chu bèn đứng dậy. Sương cũng đứng dậy theo. Nàng hiểu hết những lời bóng gió xa gần của ông Chu và rất lấy làm cảm kích. Nhưng đồng thời nàng cũng cảm thấy buồn da diết. Nàng biết rõ, kể từ nay, nàng sẽ mãi mãi mang nặng một mối sầu thương trong lòng. Con tim yếu mềm của nàng nhắc nhở cho nàng biết rằng, cho dầu ông Chu có đủ tư cách làm nàng kính phục, nhưng nàng sẽ không bao giờ có thể yêu ông.
Ngày xưa nhiều năm về trước, một chàng trai người Mỹ đã đi vào cuộc đời của nàng, biến nàng trở thành một người thiếu phụ. Bây giờ nàng đành hy sinh cho mối tình ấy, nên không thể yêu ai khác, dẫu người đàn ông đó chẳng kém gì chàng về mọi phương diện. Một điều hết sức trái ngược là nàng cứ hy vọng mãi ngày trở lại của chàng thanh niên ấy. Bây giờ đây nàng mới biết đó chỉ là những hy vọng hão huyền, vì chàng đã nhờ vợ chàng đến đây, một người vợ xinh đẹp, một sắc đẹp kỳ lạ như bao phủ hào quang, một thứ sắc đẹp mà nàng phải công nhận và kính phục. Nàng đã không biết lấy vẻ diễm kiều và sự ngoan ngoãn của mình để giữ chàng thanh niên ấy. Chắc những người đàn ông Mỹ có tư tưởng độc lập, khó tính và chuyên đoán như thế chỉ có thể yêu những người đàn bà có tính cách cương nghị như vậy. Chắc họ chỉ thích một mối tình ở trong sự bình đẳng tranh chấp hơn là một mối tình ở trong sự bình lặng êm hòa. Sau những lời thuyết phục của ông Chu, Sương chẳng nói năng gì. Nàng đưa ông ra tận cửa. Ông Chu chào Sương và nàng cúi mình thật thấp để chào đáp lại. Chương 3. Chương cuối. Chris đợi Laura và bé Kim tại phi trường Los Angeles. Chàng xinh trai biết bao, Laura thầm nghĩ. Không phải bà đã quên điều đó, nhưng vì bà đã quen nhìn một người đàn ông xinh trai khác mà ông Chu là tiêu biểu. Bây giờ bà có cảm tưởng rằng thế giới này chia thành hai loại đàn ông và đàn bà, mà Kim Christopher thì đứng một mình ở giữa, cô độc. Không, nó không cô độc, vì bà đã chấp nhận nó kể từ khi nó cất tiếng đầu tiên gọi bà bằng mẹ. Nó đã dứt bỏ mọi quá khứ để theo bà. Sương là một người đàn bà tế nhị và có giáo dục. Cái chi phiếu mà bà đã đưa cho nàng khoảng 5.000 đô la, nàng chỉ liếc mắt trông qua và để xuống bàn mà không gấp lại, bỏ ngay vào túi. Tại phi trường, nàng đã dặn dò bé Kim từng ly từng tí, chẳng sót điều gì. Nàng nói: "Con hãy vâng lời cha con cũng phải vâng lời bà Winters, bởi vì bà là vợ yêu quý của cha con. Con ráng nhớ lời mẹ dặn. Khi cha con bước vào phòng, con phải lễ phép đứng dậy. Con hãy chăm lo học hành hằng ngày để cha con được vui lòng. Ban sáng con hãy mang trà lại cho cha con trước tiên. Trong bữa ăn, con phải đợi cha con bắt đầu ăn trước. Con hãy nhớ tất cả những gì mẹ đã dặn con nhé." Nàng tỏ ra cho Laura biết nàng là một người khéo dạy con. Kim Christopher chăm chú nghe, không nói gì. Hơn nữa, nó đã lặng lặng mãi cho đến khi phi cơ cất cánh. Chỉ khi đó mới quay sang Laura và cất tiếng gọi mẹ. Bà đã mỉm cười cùng nó, nhưng hai mắt bà rưng rưng ngấn lệ. Bây giờ đã về đến Mỹ Quốc, Kim Christopher nhìn cha nó. Nó nghiêng mình chào và im lặng chờ đợi. Cha nó nói: "À, con." Có vẻ ngượng nghịu, ông ngắm nhìn đứa bé, đích thực là con trai của ông không nghi ngờ gì nữa. Với những đường nét giống nhau đến thế thì làm sao chối cãi được. Tim ông bắt đầu đập mạnh hơn. Ông ngắm nhìn Kim Christopher và thương yêu nói: "Con cao lớn lắm." Hai cha con lại nhìn nhau không chớp mắt. Laura cầm tay đứa bé, bà cố lấy một giọng hết sức tự nhiên để hỏi ông: "Nào, chúng ta sẽ làm gì bây giờ nào?" "Anh đã mướn một khu phòng tại một khách sạn bên bờ bể ở Laguna. Chúng ta có thể nói chuyện. Anh nghỉ vài hôm để tìm hiểu, ngay cả với em. Các bức thư của em chẳng thiếu đủ vào đâu cả. Chúng ta có nhiều chuyện để nói cùng nhau. Ở nhà dạo này rộn ràng lắm. Ngay cả ở đây anh cũng phải lẩn tránh các nhà báo. Anh đã nhờ Berman đi theo để lo lắng công việc giúp cho anh. Trong giai đoạn này, chỉ một chút sơ hở để cho thiên hạ biết cũng là một điều bất hạnh. Chúng ta đi ngay đi. Berman sẽ lo nhận hành lý. Em đưa mấy cái vé cho anh." Laura buông bàn tay của đứa trẻ. Nó đã bắt đầu rịn ướt mồ hôi trong tay bà. Chồng bà vừa nói chuyện vừa xả những bước dài. Bà bảo đứa trẻ: "Nhanh lên con, Kim Christopher." Nó vâng lời bà và vội rảo bước cho kịp hai người. Laura đã quen với bước chân sải dài của chồng bà, nhưng đứa bé thì theo một cách vất vả, và dường như Chris không biết có nó theo sau. Berman đang đứng đợi họ ở cửa. Ông ta bắt tay Laura và liếc nhìn đứa trẻ mà không nói gì. Chris hỏi vợ: "Nó có biết tiếng Anh không?" "Không," Laura đáp. "Biết chút ít thôi," Kim Christopher mỉm cười chữa lại. Động lòng trước sự can đảm của đứa trẻ, Chris mỉm cười nói với nó: "Rồi con sẽ học thêm. Ở trong trường học chẳng mấy chốc." Laura sửng sốt: "Ở trong trường?" "Anh sẽ giải thích với em sau."
Hai giờ sau, họ ngồi bên nhau trong phòng riêng tại khách sạn. Sau khi ăn uống và tắm rửa, đứa trẻ đã đi ngủ. Chris nói: "Thế là xong, mọi việc đã được thu xếp, ngôi trường tốt lắm. Nếu em biết trước anh không chịu đưa nó về nhà thì em đã để nó ở lại với mẹ nó. Ít ra bề ngoài nó cũng còn có một gia đình." Bà vừa tắm gội xong, lộng lẫy và tươi mát trong chiếc áo màu hồng bằng hàng mỏng. Tuy vậy bà chẳng lộ vẻ gì là mềm yếu phục tùng. Ông đã thử ôm lấy bà vào lòng, nhưng bà đã cưỡng lại. Một sự đối kháng tuy dịu dàng nhưng cương quyết. Bà nói: "Anh quyết định ra sao về đứa trẻ?" Như vậy là một cuộc thảo luận bắt đầu, và có thể trở thành cãi vã, nhưng đó là tình yêu hổ tương của hai người. Sau đó Laura lại biểu lộ tình yêu và chồng bà chỉ có việc khuất phục. Dĩ nhiên là ông có giận dỗi đôi chút, nhưng đồng thời cũng thích thú nhiều. "Kìa, không phải là em đã làm cao với anh sao? Cưng ơi, em yêu sách anh để đòi hỏi anh làm theo ý em chứ gì. Xong, hạng người như em đâu cần phải làm thế." Tuy nói vậy, Chris vẫn thấy Laura thật là hấp dẫn, thật là tươi mát. Tức giận bà liền nói: "Chris, anh nói những điều như vậy mà không hổ thẹn sao? Đó chỉ vì em không muốn nghĩ đến... Trước khi giải quyết xong vấn đề mà em bận lòng, em muốn nghĩ sao thì nghĩ. Anh biết. Cuộc tranh chấp lại tiếp tục trong khung cảnh thơ mộng của bãi bể California, mà Chris đã dày công chọn lựa để làm nơi tái ngộ của hai người. Từ hàng hiên họ nhìn ra bãi cát trắng mịn mà sóng biển Thái Bình Dương yên tĩnh đuổi nhau xô vào và tan ra thành bọt. Giữa cái màu xanh đồng nhất của chân trời và mặt nước, sóng bể tạo thành những đường rãnh có bọt trắng. Hai đầu vịnh, những mỏm đá cao mọc ra ngoài biển. Khung cảnh đã làm cho chàng ưa thích. Sự vắng vẻ thơ mộng này rất thích hợp cho cuộc tái ngộ của hai vợ chồng sau bao ngày xa cách. Ông mong nhớ bà kinh khủng. Hai vợ chồng ngồi duỗi chân trên hai cái ghế dựa dài nhìn ra bể. Ông cầm bằng tay bà và nói: "Hãy nghe anh, mình, nếu mình để đứa bé xen vào giữa chúng ta..." Bà phản đối: "Không có gì xen vào giữa chúng ta hết. Nó là nó, chỉ có thế. Chúng ta sẽ làm gì nó đây?" "Gửi nó vào trường." "Rồi sao nữa?" "Tới đâu hay đấy." "Thôi được đi, nhưng gửi nó vào trường nào, ở đâu?" "Gửi nó vào trường trung học Wade tại New Hampshire. Đó là ngôi trường trung học tư thục nổi tiếng nhất trong vùng." "Nhưng bây giờ đang độ nghỉ hè mà." "Tuy đang hè nhưng vẫn còn nhiều học sinh trọ học ở lại. Những đứa trẻ có cha mẹ ở Âu Châu chẳng hạn. Thằng bé sẽ phải học rút trong thời gian này để đến ngày tụ trường bắt cho kịp những đứa khác." "Thật chẳng khác nào một đứa trẻ mồ côi." "Đâu có phải vậy. Em muốn nói rằng nó phải sống cảnh côi cút. Nếu biết thế thì thà em để nó lại cho cô Sương cho rồi." "Cưng ơi, em đừng quá bi quan. Em hãy nghĩ tới cảnh sống của nó ở Triều Tiên ngày trước. Ở đây nó sẽ được tiếp nhận một nền giáo dục tốt đẹp nhất." "Phải, nhưng nó không có được gia đình, một người cha." Ông bật đứng dậy tức giận. "Thôi được rồi, tôi không ăn nữa. Tôi sẽ rút đơn ứng cử lại và chúng ta sẽ ở chung cùng đứa bé bất cứ nơi nào. Nhưng đó phải là cái nơi mà mọi người không biết tôi là ai, và là nơi mà tôi có thể làm lại cuộc đời khởi sự bằng một con số không." Bà đề nghị. "Hay là em gửi thằng bé về với mẹ nó." Ông đứng tựa cùi tay vào lan can, nhô ra mặt bể lấp lánh, rồi quay về phía bà. Ông nói: "Không, không thể được." "Tại sao?" "Tại vì việc em đi Triều Tiên là điều rất hợp lý. Anh biết rõ cái bổn phận và nghĩa vụ của một kẻ làm cha. Anh biết rằng anh còn mắc nó một món nợ. Nhưng anh không nghĩ rằng vì nó mà anh buộc lòng phải hy sinh cả cuộc đời của anh, những tham vọng của anh và tất cả những gì anh có thể thực hiện được cho bao nhiêu người nếu anh đắc cử. Đối với anh, bây giờ không còn là lúc phải dừng bước vì số phận của một cá nhân nữa. Laura à, dẫu cá nhân ấy là con trai của chúng ta, như thế là đòi hỏi ở anh quá nhiều." Bà trả lời với một vẻ bình tĩnh cố ý. "Em không đòi hỏi gì mình hết, Chris à. Nếu không là để biết kế hoạch của mình. Bây giờ anh đã nói ra những điều đó khiến em hối hận vô cùng. Thà em đừng có bao giờ biết đến đứa trẻ ấy. Thà anh giữ lấy cái bí mật ấy cho mình mà hơn." Đột nhiên bà hòa khóc, khiến ông bối rối hết sức. Vì xưa nay ít khi bà khóc như vậy. Chỉ bây giờ ông mới biết được cái tầm quan trọng của hành động ngày xưa. Phân tích một cách kỹ lưỡng thì đây chỉ là cái tội mà người thanh niên đã trót phạm vì quá cô đơn và vì sự thúc bách của cái nhu cầu tự nhiên của con người. Ông lập tức đứng dậy và ôm lấy bà vào lòng. Bà đang khóc rấm rứt.
Tim ông như thắt lại, ông lắp bắp: "Mình tha lỗi cho anh, tha lỗi cho anh nha." Bà ngước nhìn ông, hai má ứa lệ: "Em không nghĩ gì về anh hết. Em biết rõ hoàn cảnh của anh. Em không có chỉ trích hành động của anh trong quá khứ cả. Em hiểu biết lắm và chẳng có quan tâm gì đến những điều đó. Chỉ có điều là giá như không có đứa bé thì chẳng sao. Nhưng bây giờ đã có nó, nó phải ở cùng chúng ta bao lâu chúng ta còn sống. Chúng ta sống ở đâu, nó phải ở đấy." Bà gục đầu vào vai chồng. Ông dịu dàng siết chặt vợ vào lòng. Nhưng ông không có thể nào nói nên lời. Chẳng biết nói gì vì quả thật thằng bé còn đấy. Họ trở về ngôi nhà của họ ở thành phố Philadelphia. Ngôi nhà đang ngập chìm trong một sự thanh vắng hoàn toàn. Nhưng giữa đêm khuya có gì lạ không? Bà vào trước trong khi ông trả tiền taxi và lấy hành lý. Bà bật đèn trong phòng khách và nhận thấy Greta đã giữ gìn nhà cửa thật tươm tất. Gian phòng sạch như chùi nhưng trống rỗng, không có hoa. Chris không có báo trước cho cô ta biết ngày nào hai vợ chồng sẽ trở về, mà chính ông cũng không biết chắc điều đó. Ngày sáng hôm ấy, hai ông bà đã gửi Kim Christopher vào một trường tư thục Wade. Ông đã mướn một chiếc phi cơ nhỏ để trở về nhà liền sau đó. Bà ngồi xuống ghế, cất mũ và cởi găng tay. Đây là nhà của bà, là gia đình, là tổ ấm của bà. Nhưng bà trở về nơi đây không một chút vui nào trong lòng. Bà cảm thấy thiếu thốn, lạ lùng, nếu không nói là bồi hồi trong dạ. Xa bé Kim, bà không ngờ bà lại khổ tâm đến thế. Đối với bà, nó không còn là một bổn phận bà phải chu toàn, mà bây giờ nó là một thành phần của đời bà, lệ thuộc bà. Nhưng bà đang ở vào một thế kẹt, vì bà đã cảm thấy những điều đó hơn chồng bà. Luôn luôn tỏ vẻ thận trọng, đã vội vã đem giấu đứa bé đi mà không minh định rõ địa vị của nó trong gia đình. Bà nghe tiếng ông khóa cửa rồi bước vào, đến bên bà. "Được trở về nhà lại được có em ở bên cạnh thì thật là yên chí." Ông cúi xuống nâng cầm bà lên để hôn. Bà đáp lại chiếc hôn nồng ấm của chồng. Bà biết bà không thể hành động một mình. Bà không thể để mất đi sự hòa thuận của gia đình. Cũng không thể chịu đựng nổi cái ý nghĩ sống mà không có ông. Bà cũng không biết làm gì hơn cho đứa bé. Trong mấy ngày, ông đã thuyết phục được bà, không phải bằng lời nói mà bằng thái độ của một người cha đối với con trai mình, mà chỉ người cha là có tư cách quyết định lối sống cho nó. Sau phút bỡ ngỡ ban đầu, Chris đã chinh phục được vợ bằng những cử chỉ nồng nhiệt bề ngoài đối với Kim Christopher. Cuối cùng hai vợ chồng đã cùng nhau cười thích thú vì những câu nói bập bẹ của đứa trẻ. "Và cái này, ba, là cái gì?" Đứa trẻ hỏi liên miên bất cứ gì nó thấy và muốn biết. Lẫn lộn nào thức ăn, xe cộ, nhà cửa và những thứ chữ in, chữ viết. Nói tóm lại tất cả những gì tạo thành cái thế giới mới của nó. Họ ở lại Wade một ngày để mua sắm các vật dụng cho một học sinh nội trú, gặp bác sĩ Barry Late, giám đốc trường và thảo luận việc dạy Anh ngữ cho bé Kim. Họ cũng đã biết mặt cậu học sinh sẽ là bạn tương lai ở chung phòng với Kim Christopher, một đứa trẻ tóc vàng người nữ ước. Cha mẹ nó đã ly dị nhau ở Ballet. Laura có cảm tình ngay với bác sĩ Patiet vì ông ta chấp nhận lời giải thích của bà một cách tự nhiên. Dẫu ông có thấy đứa bé giống hệt chồng bà, ông cũng không nói gì. Bà nói với bác sĩ Patiet rằng trong cuộc du hành sang Triều Tiên, bà nhìn thấy đứa bé khốn khổ quá. Bà xúc động nên đã quyết định nuôi nó và mang nó về Mỹ. Và bà thêm: "Đứa trẻ xem vợ chồng bà như cha mẹ ruột, nhưng bà muốn gửi nó ở đây để nó học tiếng Anh được nhanh hơn ở nhà, vì họ không có con." Bác sĩ Patiet, giám đốc nhà trường, nói: "Vâng, thưa bà, việc đó chỉ cần trong vài tuần. Trường chúng tôi có một học sinh từ Rio đến trọ học. Lúc mới vào không biết nói tiếng Anh, nhưng bây giờ thì..." Ông cất tiếng gọi. Một cậu bé chạy đến, da rám nắng, hai mắt xanh ngơ ngác. Bác sĩ Bartlett xoa vào đầu tóc nâu quăng và ngắn của cậu và nói: "Thầy vừa nói với ông bà Ray rằng con học tiếng Anh mau lắm. Con phải giúp cậu Christopher đây đừng nản chí." "Dạ vâng." Đứa trẻ nhã nhặn đáp và cầm lấy tay Christopher kéo đi. Chỉ vài phút sau hai đứa đã chơi đá cầu rồi. Tuy vậy sáng hôm ấy không dễ gì mà giải thích cho Kim Christopher hiểu rõ hoàn cảnh này. Nó chưa biết rằng việc gửi nó vào trường liên quan đến việc nó phải xa cách cha mẹ nó. Khi vợ chồng ông ra về, nó giữ chặt cánh tay bà không muốn rời.
Nó giữ chặt lấy. Chris đã phải trấn ngang con. Này con cứ an tâm ở lại học hành, ba má sẽ đến thăm con luôn. Bây giờ Kim Christopher buông tay bà Laura để chộp lấy cánh tay cha nó và im lặng nhìn ông với hai mắt đầy lệ. Chris, em không thể chịu nổi cảnh này, Laura năn nỉ với một giọng đứt quãng. Nó từ Triều Tiên sang đây để tìm cha tìm mẹ, và bây giờ nó phải ở một mình. Anh muốn nó hiểu thế nào được chứ. Em cảm thấy em có trách nhiệm. Bác sĩ Barclay xen vào. Tôi khuyên ông bà nên đi ngay, đừng chần chờ. Chúng tôi sẽ giải thích cho cậu bé hiểu dần, chỉ vài ngày thôi. Hai ông bà đã phải nghe theo lời khuyên của bác sĩ giám đốc. Họ gỡ tay đứa trẻ và bước nhanh ra khỏi trường như chạy trốn, để nói lại cho bác sĩ Bucklet. Bây giờ đây, trong phòng khách trống rỗng không hoa, Laura như sống lại cái cảnh ấy. Bà đột ngột đứng dậy và bước đến phía cầu thang. Chris bước theo vợ sau khi đã dặn tắt đèn. Hai vợ chồng dìu nhau bước lên lầu. Bà thở dài. À, em ân hận đã không để cho nó được nhìn em ít ra là một lần cuối. Kìa, em. Tội nghiệp, nó còn quá bé. Em phải biết điều một chút mới được. Vâng, em biết. À, bà lại thở dài thường thường. Cái điều mà bà biết là phải quên đứa trẻ đi, nhưng bà cảm thấy khó lòng quên được nó. Bà phải sống trở lại cuộc sống bình lặng ngày xưa cùng chồng. Nhưng điều này cũng thật là khó khăn. Trao trả chàng quả tim nguyên vẹn ngày trước, không, bà không thể. Có giá trị gì một con tim tan nát? Ồ, bà phải cố gắng hết sức để duy trì cuộc sống thường nhật. Bao lâu cuộc vận động tranh cử còn đang tiếp diễn, bấy lâu bà còn phải đóng giữ vai trò một người vợ. Kim Christopher đã nhìn thấy hai ông bà Winters ra đi, nhưng nó không tin vào mắt mình. Nó tin tưởng vào họ, nó thuộc về họ, nhưng bây giờ họ để nó lại một mình giữa những kẻ xa lạ. Không thể tin được, nhưng đó là sự thật. Nó nhìn thấy hai ông bà bước lên taxi và nó muốn chạy theo, nhưng một bàn tay cứng như thép đã giữ nó lại. Người đàn ông giữ nó bảo, Christopher, hãy bình tĩnh. Nó chẳng biết gì về người đàn ông này hết, chỉ biết tên ông ta là bác sĩ Bucklet. Dáng người ông ta cao lớn, mảnh khảnh, đã đứng tuổi, có vẻ tốt bụng. Nhưng ông Chu không phải là một người tốt bụng đấy là gì. Thế mà ông ta cũng như tất cả mọi người khác không còn ở bên nó nữa. Nó nghĩ đến mẹ và bà ngoại nó, người đã đẩy nó ra khỏi cửa vào phút chót và hét lên. Đi đi, đi đi, đi về với thằng cha Mỹ của mày đi. Chính vì bà cụ ấy, vào phút chót, nó mới quyết định ra đi. Đã được mấy lần bà cụ không đánh mắng nó là đồ ăn hại. Còn mẹ nó, bà mẹ thật là xinh đẹp của nó, đã không cho nó được phép gọi bằng mẹ. Cuối cùng Kim Christopher nghĩ rằng nó đã lầm lẫn khi phải rời bỏ cái xứ mà ít ra nó cũng hiểu được ngôn ngữ của mọi người chung quanh. Bỗng nhiên mọi can đảm trong lòng nó biến mất. Cái can đảm đã giúp nó ăn miếng trả miếng, đối đáp lại những lời lăng nhục của lũ trẻ Triều Tiên, đã cho nó yêu thương mẹ nó, đã làm nó yên lòng rời bỏ xứ sở để đi đến một miền xa lạ với bà vợ của cha nó. Trong khi tìm lại được cha nó nghĩ rằng từ đây cuộc đời nó sẽ được an nhàn. Nhưng không, chẳng có gì là an toàn cả. Nó lại phải sống một mình đơn côi. Bé Kim dục quay lại, gục đầu vào ngực người đàn ông xa lạ này và khóc lớn. Tiếng khóc như vò xé nát tâm can nó. Nó buộc mồm nói một tràng tiếng Triều Tiên, thứ tiếng mà không ai ở đây có thể hiểu được. Ta chỉ có một mình, một mình. Nó vừa nói vừa khóc. Bác sĩ cúi xuống đứa bé. Ông không hiểu nó đã lắp bắp nói những gì, dĩ nhiên. Nhưng nếu trời đã không cho ông có được một đứa con để săn sóc, thì ông chấp nhận mọi đứa trẻ, con của thiên hạ, những người mà ông chẳng một mảy may quen biết. Ông chỉ biết có một điều, người ta mang lại giao cho ông những cậu bé nhỏ dại. Tại sao người ta có thể hành động như vậy? Ông không biết. Người ta đã giao nhờ ông và ông phải săn sóc chúng, để giáo dục chúng, nuôi dưỡng chúng. Ông phải dùng các nhân viên có kinh nghiệm và buộc họ phải có lòng thành thật và nhân ái. Ông khẽ vuốt ve đầu tóc cứng của đứa trẻ đang run run vì thổn thức và dịu dàng dỗ dành nó. Thôi, nín đi con, cha mẹ con sẽ trở lại thăm. Các ông các bà ấy hễ có dịp là đến thăm con cái luôn đây mà. Con hãy ở lại đây chơi với các cậu bé, nín. Trong vài hôm con sẽ quen dần, chắc con cũng đã đói rồi.
Đi đi, đi với thầy, thầy kiếm cho con cái gì để ăn. Cái liều thuốc hiệu nghiệm nhất của ông để xoa dịu các nỗi buồn khổ đang dày vò tâm can trẻ thơ là một bữa ăn ngon và một cậu bé để làm bạn chơi đùa, chuyện vãn. Ông có được một bà quản gia rất giỏi, đó là bà Pato. Sành sỏi việc bếp núc, biết nấu những món ăn thích hợp với khẩu vị của các cậu bé. Ông dẫn kim Christopher xuống bếp ngay vào lúc bà quản gia đang uống trà. Bác sĩ Bartlett nói: Bà Pato, đây là cậu học trò mới, hoàn cảnh như thường lệ, nhưng cậu ta nói tiếng Anh chưa sỏi. Cậu được ông bà Winters mang từ Triều Tiên về. Ông bà ấy ở tại Philadelphia và để cậu bé học trò ở đây. Dĩ nhiên là vì một lý do nào đó không tiện nói ra. Nhưng trong số học trò trọ học tại trường ta, đứa nào mà chẳng vì lý do này hay lý do khác. Cậu bé đã đói rồi đây bà Barto ạ. Mang cho cậu chút gì ăn đi. Cậu tên là Christopher. May thay, tôi vừa làm xong một ít bánh nhỏ. Bác sĩ để cậu ấy đây cho tôi. Bà đặt một cách tách ra bàn, rót đầy trà và mang lại một dĩa bánh. Bà nói: Đến đây cậu Christopher, ngồi xuống ăn bánh đi. Đứa trẻ vâng lời bà, đưa tay chùi miệng. Bà Bartle cười với nó trong khi bác sĩ giám đốc nhà trường rón rén rút lui. Hai người ngồi uống trà thinh lặng vì không đồng ngôn ngữ. Bà mời nó ăn bánh. Nó có vẻ thích loại bánh ấy và tách trà đậm nóng như vậy. Tội nghiệp thằng bé, nó không còn khóc nữa. Nó đã bình tĩnh trở lại, dễ chịu hơn và có vẻ buồn ngủ. Bà quản gia đứng dậy. Đến đây con, con đến nằm xuống cái đi văn này đi. Vừa nói bà vừa vỗ vỗ vào lớp nệm dày trên một cái đi văn có lò xo đã cũ, sập xệ vì lâu ngày chịu đựng sức nặng của bà. Con nằm nghỉ ở đây, bà sẽ đi kiếm chăn đắp cho. Ngủ đi một lát, khi con trở dậy mọi sự sẽ tốt đẹp ngay đây mà. Thằng bé cứ nhìn cử chỉ và nghe giọng nói của bà ta, nó liền hiểu bà muốn bảo gì. Nó làm theo ý bà. Khi nó nằm xuống, bà quản gia liền lấy một cái khăn dệt bằng chì màu sặc sỡ đắp cho nó. Mệt lả người vì cuộc hành trình, vì nỗi buồn khổ trong lòng, nó ngủ thiếp đi. Cách đây rất xa, tại Vạn Hoa Đình, Kim Sương đang chuẩn bị dọn đi nơi khác. Nàng sẽ ra đi một cách kín đáo và điều đó trở thành nhất định. Ông Chu đã tỏ ra là một người rất đứng đắn. Cuộc dạm hỏi đã được thực hiện qua trung gian của ông Đỗ Bách, bạn ông, một kỹ nghệ gia giàu có. Kể từ ngày Triều Tiên thiết lập giao thương cùng Nhật Bản, cái ông bạn tinh ranh này đã ký kết với người Nhật những hợp đồng thương mại mà ông ta đã viện nhiều lý do khác nhau để rút lui nơi người Mỹ. Ông ta không thích những người Mỹ lương thiện vì khó mua chuộc và khinh bỉ những người Mỹ bất lương vì mua chuộc họ quá dễ dàng. Tại Triều Tiên, hai hạng người này ở sát bên nhau. Đối với người Nhật Bản, không có việc mua chuộc, hối lộ, chỉ công việc quyết định. Ông Bách là một trong những người Triều Tiên cảm thấy nhục nhã vì sự ngu ngốc của những người lính Mỹ trẻ tuổi đã gieo vải mầm mống của họ một cách quá dễ dàng trên khắp các quốc gia mà họ chiếm đóng và để lại tại các quốc gia này hàng đàn trẻ con lai. Ông thường cổ suý trong đám bạn hữu thân tình và trong số những người đáng tin cậy rằng đối với lũ con lai ấy nên bóp chết chúng đi ngay từ hồi còn trứng nước, hoặc ít ra lũ con trai phải được thiến đi. Dòng máu nguyên rồng của dân tộc Triều Tiên không thể để bị nhơ nhuốc vì những đứa con lai bất hợp thời hợp cảnh như thế. Mặc dầu nước ông đã từng bị lệ thuộc người Trung Hoa và Nhật Bản hàng bao thế kỷ dài, nhưng dòng máu ấy vẫn được bảo toàn nguyên vẹn. Bây giờ chẳng lẽ lại để cho nó hủ hóa về sự lỗi lầm của những tên Mỹ mất dạy này. Trong một cuộc đàm thoại cởi mở cùng ông Chu, ông Bách đã nói: Phải quét sạch những đứa trẻ ấy đi ra khỏi nước chúng ta. Chỉ có việc quẳng chúng xuống biển là yên chuyện. Ông Chu không tỏ ra có những định kiến cố chấp như vậy. Những năm du học tại Mỹ Quốc đã khiến ông mềm dẻo đôi chút, nhưng ông cũng nhận thấy rằng người ta nên đưa lũ con lai về Mỹ, quê hương của cha chúng nó. Người Mỹ chẳng bận tâm gì nhiều về sự tinh tuyền, huyết thống của họ. Họ đã nhìn thấy khá đủ các sự đa tạp về màu tóc, màu mắt và ngay cả màu da trong nước họ. Trước khi nhờ bạn giúp đỡ, ông Chu buộc lòng kể cho bạn nghe câu chuyện ông đã góp phần vào việc đưa về Mỹ một đứa trẻ con lai mà mẹ nó đang hành nghề trong một nhà hoa. Rồi ông ngỏ ý muốn ông Đỗ Bách giúp ông đứng mai mối hỏi Kim Sương làm vợ. Ông Bách vui vẻ nhận lời, bởi vì ăn miếng chả trả miếng nem. Ông Chu có nhiều nhà máy sản xuất hóa phẩm mà ông đang muốn ký kết một giao kèo thương mại.
Vì vậy trong buổi sáng mùa thu đẹp trời này, một chiếc xe hơi quay kỳ đã đợi sẵn ở trước cửa Hợp Vạn Hoa Đình. Trong phòng riêng, Kim Sương đã thu nhặt những vật dụng cuối cùng của cô. Chẳng còn gì ngoài những vật dụng. Trong ngăn kéo bàn phấn luôn luôn khóa, Sương đã đuổi người giúp việc của nàng ra ngoài để được ở một mình trong phòng. Nàng mở ngăn kéo lôi ra những tấm hình của con nàng và của thằng bé. Nàng cảm thấy tim mình đau nhói khi nhìn cái khuôn mặt xinh trai này. Nàng đã không thành thật khi xác nhận với ông Chu rằng nàng không có yêu thương gì cái anh chàng người Mỹ này, và ông ta cũng đã tin tưởng như vậy. Nhưng trong giờ phút này đây, con tim nàng đã nói lên sự thật. Nếu chàng và nàng còn gặp lại nhau, một giấc mơ mà nàng biết không thể nào có được, nàng sẽ trở lại yêu chàng. Đó là mối tình đầu tiên của đời nàng, và không bao giờ nàng có thể yêu ai khác được. Giữa hai người, ngay cả khi ngôn ngữ còn bất đồng, họ đã trao đổi cho nhau những cảm tình sâu đậm nhất. Chàng đã yêu nàng, điều này nàng biết chắc. Vợ của chàng chỉ chiếm một địa vị thứ yếu trong tim chàng. Sương tuyệt đối tin tưởng như vậy. Không thế thì nàng đã không quyết định rời bỏ Vạn Hoa Đình để lấy ông Chu. Tuy thế nàng phải lấy ông ta, vì trải qua nhiều năm tháng về nghề nghiệp, nàng đã thành công tuyệt đỉnh. Trong 1-2 năm nữa, người ta sẽ bắt đầu để ý đến niên kỷ của nàng, và một thiếu phụ trẻ hơn, đẹp hơn sẽ thay thế địa vị nàng. Nhưng với tư cách là vợ chính thức của ông Chu, dầu là kế thất, nàng sẽ giữ được địa vị của mình trong xã hội mãi cho đến ngày nhắm mắt. Nàng nhìn lại lần cuối cùng khuôn mặt xinh trai của người tình cũ. Không, nàng không nên giữ hình ảnh của bất cứ người đàn ông nào trong nhà của chồng nàng. Sương chỉ do dự trong khoảnh khắc. Sau đó nàng quẹt diêm châm cây nến đặt trên chiếc bàn nhỏ bằng sơn mài, đốt mấy tấm hình và nhìn nó tiêu thành tro. Chỉ còn lại tấm hình cuối cùng, tấm hình do ba đứa trẻ chụp lúc nó vừa đầy tháng. Nàng đang ẵm nó trên tay. Nàng chăm chăm nhìn ngắm khuôn mặt của chính mình. Độ ấy nàng tươi trẻ biết bao và xinh đẹp. Phải, xinh đẹp biết bao. Đứa trẻ mặc đồ Mỹ thật là dễ thương. Nó đã lớn lên và đổi khác. Đứa trẻ đã đi theo người đàn bà Mỹ, dường như chẳng liên hệ gì đến đứa hài nhi trong bức hình cả. Sau nhiều năm tháng, nàng đã không còn yêu thương đứa bé. Kể từ khi nào? Có thể vì oán ghét người cha không được, nên vô tình nàng đã đâm ra oán ghét đứa con mà chàng đã để lại cho mình. Sống bên đứa trẻ, nàng cảm thấy như hết sức gần gũi với người cha, bởi vì hai cha con giống nhau như hai giọt nước. Nhưng con nàng là một đứa trẻ ngoại quốc, một đứa con bất đắc dĩ, nên không có lý do tồn tại. Tấm hình này cũng được đốt ra tro. Sương thở dài và lượm các mảnh tro tàn để vào lòng bàn tay. Rồi nàng tiến đến bên cạnh cửa lùa, mở nhìn ra phía khu vườn. Nàng đưa tay hất ra ngoài để những mảnh tro tàn bay đi tứ phía, rải rác trên nền đá sạn, trên những thảm rêu và trên mặt nước phẳng lặng của chiếc hồ cá nhỏ. Tuy vậy nàng biết rằng không thể nào xóa bỏ được một kỷ niệm một cách dễ dàng như thế. Trong tận đáy lòng nàng, các kỷ niệm về chàng trai xa lạ kia vẫn còn tồn tại mãi. Người mà nàng đã yêu thương, một người ngoại quốc, cho đến nay vẫn mãi mãi là một người ngoại quốc. Và anh ta không còn bao giờ trở lại cùng nàng nữa. Nhưng nàng đã từng kết hợp làm một cùng chàng, và những gì nàng đã tiếp nhận nơi chàng đã sống và kết tình thành một đứa con. Mặc dù không gian chia cắt họ thế nào đi nữa, bao lâu đứa con còn sống, nó vẫn là cái bằng chứng hùng hồn của sự kết hợp giữa hai người. Không có gì có thể hủy diệt được đứa con ấy, kể cả sự chết. Bởi vì nó đã được sinh ra, và chứng tỏ rằng một khi nó đã được sinh ra, nó có khả năng truyền giống lại. Đứa con mang trong người nó hai dòng máu hoàn toàn khác biệt nhau, và sẽ lưu truyền lại mãi mãi hai dòng máu ấy cho hậu duệ của nó sau này. Đó là những ý nghĩ trong đầu óc Sương khi nàng sắp sửa ra đi. Không khờ dại, cũng không quá giản dị, nàng cũng có những tình cảm sâu sắc và những tư tưởng cao xa thoạt hiện ra trong tâm trí, như những con hải âu chao mình xuống mặt biển. Nhưng nàng vội gạt bỏ những cảm nghĩ ấy sang một bên, và đảo mắt một lần cuối nhìn gian phòng đã từng là của nàng, để được chắc rằng không bỏ sót lại việc gì. Sau đó nàng gọi con Sen vào và bước xuống đường. Ra cổng, nàng quăng mình vào nệm chiếc xe hơi sang trọng. Chiếc xe nổ máy phóng đi tức khắc. Con Sen kề môi vào tai nàng khẽ hỏi: "Cô không sợ sao cô?" "Sợ gì?" "Về ở nhà ông Chu cô không sợ sao? Nghe đâu nhà cửa to lớn lắm." "Không, ta không sợ. Ta bắt đầu sống một cuộc sống mới."
Tuy đã là thiếu phụ nhưng chưa từng được giữ vai trò làm vợ, bây giờ phải lấy ông Chu, Sương không khỏi không lo ngại đôi chút trong lòng. Bây giờ đang đổ mùa hè, Greta soạn điểm tâm cho ông bà Winters. Cô đã dọn ra bàn hai ly nước cam tươi và từ bếp mùi cà phê, mùi thịt sấy bay vào thơm phức. Chris hỏi vợ: Thư của ai đây mình? Thư của ông Wilton ở viện khảo cứu. Ông ấy muốn em trở lại tiếp tục điều khiển công cuộc nghiên cứu tính chất của các loại hải tảo. Ông ta chú ý đặc biệt đến Antenna. Chris cười: Antenna, nếu anh nghĩ không lầm thì đó không phải là một người đàn bà. Không, không phải là một người đàn bà, nhưng chúng em ít quan tâm đến nó. Đó là một loại rêu xanh bao phủ các ao hồ trong mùa hạ, một loại cây tự dưỡng. Bà ngước mắt nhìn chồng chờ ông hỏi tiếp. Trước đây ông thường hỏi bà như vậy vì ông quan tâm đến công cuộc khảo cứu của vợ và lấy làm tự hào nữa là đằng khác. Ồ không, anh không có ý hỏi em Elena là gì. Kìa anh, em sẽ giảng cho anh rõ mà. Đó là một loại thảo mộc cần thức ăn như súc vật. Thay vì cung cấp các loại sinh tố như đa số các loại thảo mộc khác thì nó lại cần sinh tố để sống. Nó cần loại sinh tố B12. Rồi sao nữa em? Nghiên cứu loại rong này có thể chúng ta khám phá ra một cái gì đây liên quan đến chứng thiếu máu của con người. Có thể cả chứng bạch huyết nữa, biết đâu. Nhưng bà thấy rõ ràng ông đang theo đuổi những tư tưởng của riêng ông mà không nghe bà nói gì hết. Cuối cùng ông nói: Theo anh nghĩ thì trong lúc này em chưa nên trở về viện khảo cứu vội. Nhưng em biết làm gì đây anh? Em hãy bận lòng cái vai trò hoàn toàn có tính cách trang trí của em, ít ra là tạm thời, với tư cách là vợ của anh. Cuộc vận động tuyển cử của anh rất hấp dẫn. Anh cần có người vợ xinh đẹp mê hồn của anh ở bên cạnh. Em không có khiếu giao thiệp, chắc anh cũng đã biết. Vấn đề giao thiệp cứ để mặc anh. Em chỉ có việc đi bên anh và luôn luôn tươi cười là đủ. Em cứ phải sử dụng nụ cười của em hồi còn trình diễn y phục thời trang. Nụ cười thật quyến rũ. Ồ, đã lâu quá rồi anh. Chỉ mấy năm, trước khi em trở thành nữ khoa học gia Laura DeWitt. Anh đã tỏ ra khá kiên nhẫn. Tự hào nữa chứ. Không phải ông thống đốc nào cũng có thể có một bà vợ xinh đẹp lẫn thông minh. Bà nhận ra nét chữ của Christopher trên một phong bì trong đống thư. Bà cầm lấy và nói: Này Minh, thư của bé Christopher, tuồn chữ xem đã có vẻ chững chạc lắm. Nó viết gì thế? Thư đề gửi cho mình như thường lệ. Em bóc nhé. Ông gật đầu. Bà mở phong thư và lớn tiếng đọc: Ba thân mến, hôm nay con viết thư cho ba. Bây giờ con đã biết bơi và lặn. Con cũng chơi đá cầu và các loại banh khác. Học trò phần đông đã về nhà nghỉ hè. Còn con, khi nào ba muốn con về, nói cho con biết nghe ba. Rồi đây trường sẽ chỉ còn lại vài học sinh thôi. Ngày nào cũng thế, con ước mong gặp ba kinh khủng. Ba sẽ đến thăm con chứ, con học khá lắm. Con của ba, Chris nói. Thằng bé dễ thương thật. Hai vợ chồng ít khi nói chuyện về đứa trẻ. Và họ biết nói gì? Họ chỉ biết nói lên lời giải đáp câu hỏi mà họ đã đặt ra trong lòng. Bà biết chồng bà luôn luôn tưởng nhớ đến con trai của ông. Và mặc dầu đứa trẻ ở xa, cả hai vợ chồng đều cảm thấy như có sự hiện diện của nó trong nhà. Mình viết thư trả lời cho con chứ mình. Em viết đi. Nhưng về vấn đề nghỉ hè thì sao? Anh đang bận lắm nên để nó ở lại trường. Ở đây có tổ chức trại hè mà. Học trò ở lại cũng nhiều. Những đứa trẻ có cha mẹ ly dị, đi du lịch xa hoặc quân nhân thuyên chuyển. Laura gấp lá thư bỏ lại vào phong bì. Bà nói: Một ngày nào đó nó sẽ không bằng lòng việc em thay mình viết thư cho nó nữa. Bảo rằng mình quá bận việc mà không viết thư cho nó, làm sao nó có thể chấp nhận được. Anh xin em, Laura. Bà ngước nhìn chồng, ngạc nhiên vì giọng bối rối của ông. Bà liền dịu giọng: Em xin lỗi anh, nhưng anh nên hiểu rằng chính chúng ta đã mang nó về đây. Bây giờ nó phải sống giữa mọi người xa lạ trong một quốc gia xa lạ. Chúng ta sẽ cùng đến nghỉ lễ Giáng sinh với nó kia mà. Ồ, Chris, thật không anh? Sao không? Giả lại em sẽ không bằng lòng nghỉ lễ Noel với anh một mình. Chúng ta cả hai sẽ không còn cô độc nữa. Chỉ vì... Anh biết, đó là lỗi của anh. Em không muốn nói như vậy, nhưng thằng bé quá cô độc anh à. Nếu trước đây anh quyết định để nó lại với cô Sương thì em đã quên nó một cách dễ dàng rồi.
Không phải anh để nó sống trong cái xứ hư hỏng. Xứ của cô Sương mà anh. Vậy thì gửi trả nó về. Nếu anh muốn em sẽ đưa trả nó về cùng mẹ nó. Ông đặt thìa xuống bàn. Em không nói giỡn chứ? Không, phải có một người sống bên nó, Chris à. Một người mà nó yêu thương. Lộ ra, em chọc tức anh đấy à? Ở đây, nó được nuôi nấng học hành. Nó sẽ được lớn lên trong một quốc gia mà mỗi người đều có cơ hội của mình. Nếu nó có chí thì sẽ nên. Anh sẽ hết lòng giúp đỡ nó ăn học. Vâng, anh giúp nó tất cả. Ngoại trừ cái điều mà nó cần hơn hết. Đó là một gia đình, một tổ ấm. Ông ném cái khăn ăn ra giữa bàn. Thôi được, tôi rút lui. Tôi sẽ thông báo cho Berman biết rằng tôi rút lui không tranh cử nữa. Quãng đời còn lại của chúng ta sẽ dùng để săn sóc đứa trẻ ấy. Kìa, ai sẽ dứt khoát? Nếu dứt khoát như thế thì tôi sẽ ly dị ngay. Lộ ra. Và rồi anh cũng sẽ dở sống dở chết. Không, anh không thể nói rằng anh thích có sự hiện diện của nó. Vì em có phải không? Hai vợ chồng vẫn thường tranh luận, nhưng chưa bao giờ quyết liệt như lần này. Bà nhìn thấy đôi mắt màu xanh của ông trở nên giá lạnh vì giận dữ. Tim bà thắt lại đau đớn. Làm sao để giải thích cho chồng hiểu rằng cuộc tranh luận đã vượt ra khỏi vấn đề đứa bé? Làm sao để thú nhận cùng ông rằng bà đã bắt đầu ngờ vực ông, ngỡ ông trốn tránh trách nhiệm của một kẻ làm cha? Chẳng khác nào con chim đà điểu giấu đầu đằng sau một tảng đá. Cái ý tưởng phỉnh gạt này đã làm cho bà đau đớn khôn tả. Bà không thể nào chịu đựng nổi. Mình không công bằng, bà tự nhủ. Mình đã đoán xét chàng khắc nghiệt quá. Nếu bé Kim là con của ta thì ta có thừa nhận nó không? Nếu sự thừa nhận ấy buộc là phải từ bỏ những gì mà ta yêu quý nhất. Nhưng đối với ta, Chris là người mà ta yêu quý nhất trên đời này. Bà tiếp tục suy nghĩ. Nếu bà có một đứa con tự sinh đã được gửi vào một cô nhi viện, và nếu bà biết rằng ông không muốn biết điều đó, thì bà có dám nói với ông không? Hay là bà giữ mãi im lặng? Làm sao có thể giải đáp được thắc mắc này? Bởi vì đây chỉ là một giả thuyết. Đối với Chris không có vấn đề để mất đi một con người, mà là vấn đề hy sinh những tham vọng quá đỗi đắt giá. Ông không tham vọng ích kỷ, bà biết. Chồng bà tâm hồn rất cao thượng và nhân cách luôn khuôn rập theo truyền thống tổ tiên. Những người theo thanh giáo quen phục vụ đồng bào. Thật vậy, chồng bà có tham vọng trở thành một vị thống đốc tốt, vì xét thấy dân chúng là những người có quyền đòi hỏi những nhà hành chánh thanh liêm và tận tụy. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông chỉ chuyên tâm nghiên cứu hoạch định các dự án cải cách tiểu bang. Ông cổ suý việc dùng một tiểu bang làm thí điểm thực hiện các chương trình cải cách ấy để rút kinh nghiệm cho một công cuộc cải cách rộng lớn trên toàn quốc gia. Bao giờ ông sẽ trở thành tổng thống Hoa Kỳ? Tuy chưa từng đặt thành câu hỏi, nhưng cả hai vợ chồng đều đã từng nghĩ đến điều đó. Mới đêm hôm trước đây, ông đã thức giấc nửa khuya đi bách bộ trong phòng, rồi đánh thức bà dậy để trình bày cho bà nghe cái quan điểm cuối cùng của ông về kế hoạch cải cách thuế khóa. Bà đã lắng nghe chăm chú đến giọng nói trịnh trọng, đôi mắt ngời sáng cũng như bài diễn văn hùng hồn của ông. Bà nói: "Ôi mình, em tin tưởng mình hoàn toàn." Lúc bấy giờ ông tiến đến bên vợ, ôm bà vào lòng. Cả hai như bị cuốn đi trong tình yêu thác lũ, và họ chỉ thiếp đi khi trời vào hừng sáng. Thế mà chỉ có mấy giờ đồng hồ sau cái đêm ân ái ấy, họ đã cãi nhau như vậy đây. Tình yêu của bà đối với ông không một chút suy giảm, nhưng bà cảm thấy có một sự rạn nứt bên trong. Ông không nói gì với bà về cô Kim Sương cả. Điều đó có thể thông qua, nhưng ông đã thu giấu đứa bé. Đó là một điều mà bà không thể nào tha thứ được, bởi vì đứa bé không chịu trách nhiệm gì hết về việc nó phải sinh ra đời. Tuy nó không làm gì để được sinh ra, nhưng nó có quyền được sống. Không phải là sống một cuộc sống lén lút, tủi hổ, mà phải là một cuộc sống tự do, trọn vẹn. Thật vậy, Laura nhận thấy lòng quý trọng chồng có sự nứt rạn, nhưng bà không biết xác định ra sao. Tuy nhiên, bà vẫn yêu chồng và mãi mãi chỉ yêu ông. Hết tập 5. Còn tiếp.